bên em cũng vui được gặp lại với anh em ở video lần này. Hôm nay mình xin gửi đến quý em các bạn một video giới thiệu cho một em động cơ hai máy. Em này có tên gọi là 2LM với công suất là 24 mã lực và vòng tua máy là 3.000 tua. Với hộp số đồng bộ em này đang sở hữu là hộp số IS10 các bạn nha. Hộp số IS10 với tỷ số truyền là 3.13. Máy rất là đẹp các bạn nha. Các bạn xem body của em này nha. Đang nghe tiếng nổ ran ti của em này nhé. Máy nổ rất là êm ái nha các anh các bạn nha. Body thì quá chuẩn luôn các bạn nha. Bây giờ mình làm mình quay chi tiết cận cảnh cho anh em xem. Với hộp số và máy rất là liền lạc, rất là đẹp. Tiếng rất là trong các bạn. Bây giờ anh em nghe tiếng nổ lớn của em động cơ 2LM nha. Sẽ đi lên ga lớn để anh em thưởng thức cái tiếng động. Lượng là hộp số và máy đồng bộ là 270 kg. Body phải nói là khá khiêm tốn và gọn gẽ và y lực các bạn. Với piston của em này là 94.5 mm, thấy quá liền lạc luôn, rất là đẹp. Có nhu cầu muốn sở hữu những động cơ hai máy 2LM xin vui lòng liên hệ qua số online giúp mình nha, 0903 070753, để hỗ trợ quý anh em các bạn nha. Máy thì rất tuyệt vời, rất là tuyệt vời, số rất là êm ái các bạn nha. Giới thiệu thêm về những cái dòng
dầu nhờn để xài động cơ. Các bạn nên xài loại nhất 15W40 cho động cơ và là hộp số cho các bạn nha. Thì đó là những cái dòng nhất các bạn xài Toton hoặc là những cái dòng xe xe nhất nhất xe rồi nhất cấp John vân vân. Nói chung là các bạn có tài chính ok tốt thì mua là rất tốt. Một can 18 lít nó rơi vào khoảng 1,3 triệu, 1,15 triệu, 1,3 triệu một can. Mình cũng có những cái dòng nhất Mỹ nha, những dòng nhất Mỹ nhập nhập khẩu. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình sẽ ship cho anh em nha. Thì một động cơ để mà nó khỏe thì mình nên xài những cái chất lượng nhất phải tốt. Cái độ nhờn nó sẽ rất là cao và sẽ giúp cho cái động cơ mình khỏe hơn và chất lượng tốt hơn, bền bỉ hơn các bạn nha. Nhất thì thị trường rất là nhiều, thị trường rất là nhiều dòng nhất và rất là đa dạng luôn. Thậm chí ngay cả nhất nhái và nhất giả cũng lẫn lộn trên thị trường, rất là phức tạp. Các bạn lưu ý nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.